Hi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là 7 giờ kém 15 sáng. Nói chung là mình, nếu bình thường thì mình đi làm việc rất là sớm. Các bạn biết là mình lên tiệm thì khoảng 6 rưỡi sáng, có khi 6, có khi nếu mà việc nhiều là mình dậy lúc 5, mình đi có thể lúc 5 giờ. Tức là những cái công việc mà nó dồn lại những ngày trước mà chúng ta làm không kịp thì mình chỉ dồn mình sáng sớm mình tranh thủ. Thì cái tiệm mình thuê cũng từ cũng cách nhà thì khoảng có cây máy thôi, đi gần cây máy gì đó thì mình đi cũng rất là thuận tiện, đi rất là gần. Thì cái mặt bằng của mình nó nằm ở trong một cái hẻm ngã tư, nhưng mà nói chung là hẻm không phải, nhưng mà đường thì cũng nhỏ hơn chút, nó cũng nằm gần với lại ở phía một cái đường lớn của trung tâm thành phố Cần Thiết, với lại nằm phía sau một cái trường học. Thì đây cũng là 9 năm tháng 9 năm 2011. Thì bây giờ đã tới cũng rất là lâu. Thì các bạn biết là năm 2019, ngày nay là ngày cuối cùng của năm 2019. Thì trong năm 2019 đối với ngành nghề dịch vụ photo của mình á, thì nó có những cái biến động về giá giấy rồi giá điện, thì nó cũng làm cho mình vất vả một chút. Tuy nhiên khi mà các bạn mở một cái tiệm ra thì theo mình nghĩ thì các bạn nên chú ý một số cái điểm mà các bạn cần tập trung, các bạn phát triển để các bạn có cái định hướng tốt hơn nếu các bạn thật sự muốn đi theo cái ngành nghề dịch vụ photo và in ấn. Cái vấn đề thứ nhất đó là các bạn nên trước khi mở tiệm photo là các bạn nên suy nghĩ cho thật kỹ là các bạn có toàn thời gian để làm cái công việc này hay không, hay là chỉ làm bán thời gian 50-50. Cái thứ hai đó là cái mặt bằng. Nếu mà cái mặt bằng mà các bạn mà mở ở gia đình mà các bạn có mặt bằng thì quá tốt, và phải nói là cực kỳ tốt. Tại vì mỗi năm các bạn biết sẽ mỗi năm những cái giá mặt bằng, thuê mặt bằng nó sẽ lên, và nó sẽ cảm thấy cho mình có một cái áp lực gì đó về cái công việc của mình. Nếu mà không khéo thì những cái mặt bằng người ta sẽ lăn lên cao và chúng ta sẽ không có đủ cái kinh phí, hoặc là không đủ năng lực để chúng ta thuê cái mặt bằng đó, thì chúng ta phải dọn thêm một cái tiệm, chúng ta chọn địa điểm khác để chúng ta kinh doanh. Thì đó là một trong những cái mà mình nghĩ nó cũng góp phần vào yếu tố quyết định để thành công công việc của chúng ta. Còn đối với những cái bạn mà đang có ý định mà 50-50 thời gian thì các bạn cũng nên suy nghĩ kỹ là cái thời gian 50 kia là các bạn đóng cửa hay là các bạn phải thuê người. Tại vì các bạn thuê người là một trong những cái mà cũng rất là đau đầu, khi mà chúng ta giao hết cái công việc cho họ mà không có ai quản lý thì cũng rất là khó khăn. Tại vì các bạn biết, các bạn mua một món hàng, món hàng A thì các bạn bán ra một món hàng A, một cái kèm các bạn bán ra một cái kèm, thì nó quá dễ với cái sự quản lý của mình. Còn đối với các bạn đây là giấy, thì các bạn không thể nào mà các bạn lấy 1 gram giấy thì các bạn phô ra 1 gram giấy được. Do đó nó là những cái khó khăn đó. Còn nếu mà các bạn mở 50 thời gian kia các bạn đóng cửa, thì khi khách hàng tới không có, họ muốn làm gì không có, thì họ sẽ đi nơi khác, thì các bạn sẽ mắc mối. Đó là cái thứ tư, đó là các bạn nên tập trung mạnh dạn và sửa chữa máy. Khi các bạn làm thì các bạn chỉ cần nghe tiếng máy thôi, có thể là nghe cái máy nó báo lỗi gì đó thì các bạn cũng có thể cảm nhận được là nó lỗi ở phần nào. Nếu các bạn để ý một chút nữa thì khi các bạn làm, ví dụ như cái tiếng của máy mà nó hết giấy nó khác, cái tiếng máy nó kẹt giấy nó khác, cái tiếng máy nó báo lỗi nó khác. Và khi mà máy nó kêu, tức là trong những cái bộ phận nhông của nó không có đều, thì các bạn nên nhìn nhận lại là nó ở khu vực nào. Các bạn phải phán đoán được ở khu vực nào để chúng ta xử lý, chúng ta sửa thì nó nhanh hơn. Thì mình nghĩ khi mà mở một tiệm photo thì chắc chắn các bạn phải nên biết cách xử lý một số cái sửa máy đơn giản, hoặc là sau đó các bạn vào chuyên sâu. Đối với những cái kẹt giấy thì chúng ta quá dễ rồi, thì trên máy nó có hướng dẫn về kẹt ở phần nào nó xử lý như thế nào thì chúng ta dễ rồi ha.
Còn đối với những cái như từ, như cụm từ, cụm room, cụm bell, cụm sấy, đó là bốn cái bộ phận quan trọng nhất của cái máy photo. Thì mình nếu mình biết xử lý những cái tập trung những cái phần đó thì mình nghĩ là các bạn là đã góp phần được 50% thành công trong công việc. Tại vì khi một cái máy của mình mà nó hư, các bạn chờ thợ sửa lâu lắm, và đối với thợ thợ mà nó người ta đàng hoàng một chút không nói, mà thợ là láo nháo vô thì họ sẽ thay đồ các bạn. Không phải thay đồ nhưng mà họ muốn thay để họ bán luôn cái linh kiện, thì mình sẽ tốn tiền. Mà các bạn biết, ví dụ như một cái room bây giờ nếu mà cái room tốt các bạn chạy thì cũng nằm hết khoảng trên 1 triệu, 1 triệu đến 1,4 triệu. Từ tốt thì các bạn cũng nằm phải trên 1 triệu hết. Những cái linh kiện mà nói chung á, những cái linh kiện mà chúng ta thay vào máy, nếu mà các bạn biết, các bạn là người vừa làm vừa sửa máy luôn, thì mình nghĩ các bạn nên chọn những cái linh kiện nó có chất lượng tốt. Chứ các bạn nhiều, trên thị trường hiện tại bây giờ rất là nhiều cái loại linh kiện lắm, là nhập hàng Trung Quốc cũng có, mà đa số ở Việt Nam mình là hàng xài hàng Trung Quốc rất là nhiều. Mà những cái hàng Trung Quốc thì chỉ có nó được ngoài cái mẫu mã thôi, chứ còn về chất lượng bên trong thì nó không có, hoặc là nó có rất là ít, mà giá thành của nó rất là rẻ. Nên như đó nó đánh vào cái tập trung, cái tâm lý của cái người mua hàng. Một lần các bạn biết là khi hư máy mà các bạn bỏ tiền ra sửa thì phải trên 1 triệu, trên 1 triệu. Thì những khi các bạn mà lựa chọn những cái món hàng đó thì các bạn sẽ tập trung vào giá, thì các bạn sẽ thấy là nó sau này nó sẽ chạy một thời gian nó sẽ hư lại và các bạn sẽ mất công. Do đó các bạn chọn những cái linh kiện mà nó tốt nhất chút, để nó có cái tuổi thọ và nó sức sức bền để mới không ta chạy. Mình nghĩ là các bạn nên phải khi mở tiệm ô tô các bạn nên phải sửa máy. Cái nữa đó là các bạn nên tập trung phát triển vào cái lĩnh vực in ấn. Tại các bạn biết là photo, nếu mà các bạn chỉ mở ra photo thôi thì các bạn không có đủ sống đâu. Phải nói thật một điều luôn, các bạn không có đủ sống. Tại vì các bạn biết là photo bây giờ các bạn nếu theo cảm nhận của các bạn, phô một tờ giấy đâu bao nhiêu tiền, phô một cái cuốn sổ hộ khẩu đâu bao nhiêu tiền. Và các bạn biết là trong cái tương lai là chứng minh hộ khẩu thì người ta cũng sẽ dần dần người ta loại bỏ đi, có thể 1 năm 2 năm nữa người ta sẽ loại bỏ đi. Và những cái dịch vụ đó, có thể các bạn thấy là những cái dịch vụ đó lời rất là nhiều đúng không? Một cuốn hộ khẩu các bạn có thể lấy 5.000 đến 8.000, thì nó đối với số lượng mà mình bỏ ra chi phí là rất là thấp, nhưng mà một ngày các bạn phô được bao nhiêu quỹ. Và sau này những cái dịch vụ đó người ta sẽ loại bỏ đi, nó sẽ không còn những cái đó nữa, nên nó hạn chế bớt. Do đó mình khuyên các bạn là nên tập trung vào lĩnh vực in ấn. Tức là in ấn bao gồm những cái bao thư, thiệp mời, tờ rơi, brochure, hóa đơn. Thì cái đó là những cái dạng dịch vụ mà thuộc dạng về lĩnh vực in ấn. Nếu mà chúng ta không có điều kiện, chúng ta không có máy móc, chúng ta không có đầu tư nhiều, thì chúng ta nên liên kết. Nhưng video trước vẫn đã có nói với các bạn là chúng ta nên liên kết những cái nơi khác để làm. Còn nếu mà các bạn làm mà thêm những cái dịch vụ đó, các bạn muốn mua số máy thì các bạn phải bỏ ra một cái đầu tư khá lớn. Tại lúc trước các bạn biết không, khi mình mới mở tiệm ra thì đầu tư rất ít, nên sau đó mình cứ lên mạng mình vừa học vừa làm vừa học, là mình sẽ hút theo cái những cái dịch vụ, những cái máy móc ở trên mạng. Giống như mình hồi lúc trước ha, ví dụ mình làm photo copy, rồi sau mình cũng mày mò học lụa, đầu làm lụa đâu bỏ ra cũng 4 5 triệu học lụa. Rồi thành mình thấy khi mà lụa so với lụa với máy thì cái lụa nó mất công rất là nhiều, tuy là cái giá thành mực nó ít nhưng mà nó mất công rất nhiều. Các bạn phải làm bản vẽ rồi chụp lụa rồi kéo lụa, phải có người, phải có nhân công, đó là mất thời gian rất là nhiều. Do đó là các bạn nên định hướng, tức là chúng ta chỉ có làm về in ấn thôi. In ấn thì các bạn sử dụng những cái dịch vụ là in bì thư, in tờ rơi, in giấy khen, nói chung tất cả liên quan tới in, nhưng mà các bạn phải sử dụng máy móc. Thì các bạn có thể là sử dụng máy in màu là đủ rồi. Theo mình nghĩ nếu mà các bạn làm giỏi thì các bạn chỉ cần một cái máy in màu Epson A3 khoảng 1430 đi lên, hoặc là một L1800, để các bạn có thể đáp ứng được tất cả các dịch vụ. Thì cái máy in màu thì nó có thể in được bì thư nè, nó in được bức thư, in được giấy khen, in được thiệp cưới. Đối với những loại thiệp cưới mà nó không phức tạp, tức là nó không có gồ ghề, hoặc là những thiệp cưới
nó giống như nó không có bế đồ, nó nổi tùm lum tà la hết á, thì mình có thể mình làm được. À, rồi tờ rơi với số lượng ít thì chúng ta làm được, nói chung tất tần tật chúng ta đều làm được, nhưng với điều kiện các bạn phải mày mò, các bạn phải biết phần mềm thiết kế đồ họa. Nói chứ phần mềm thiết kế thì cho nói cho nó cao sang, thật ra các bạn biết, ví dụ như nếu các bạn chuyên về Photoshop thì các bạn dùng phần mềm Photoshop các bạn làm, các bạn nắn. Các bạn chuyên về phần mềm AI thì các bạn làm về phần mềm AI. Các bạn chuyên về Corel thì các bạn làm về Corel. Hoặc là các bạn cảm thấy những cái phần mềm nào mà các bạn học nó dễ nhất thì các bạn cứ mà học. À, thì đối với những cái bạn nào chưa biết những cái đó thì các bạn có thể vận dụng những cái phần Word, đối với những cái Word mà các bạn cao á thì nó cũng có được, mình cũng làm được nhưng mà nó rất là chậm. Tại vì các bạn thấy trên Word thì chỉ dùng để đánh văn bản thôi, mình không thể sử dụng phần mềm thiết kế đó, nên do đó là những cái yếu tố đó các bạn nên chú ý nếu mà các bạn thật sự muốn mở một cái tiệm photo và để cho nó phát triển được tốt thì các bạn nên cần những cái điểm chú ý đó. Theo mình, cái cảm nhận của mình trong những năm qua mình thấy như vậy, nếu các bạn đừng có tập trung nhiều quá, nhiều hướng quá thì các bạn sẽ không phát triển được. Okay. À, năm 2019 cũng hết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày 31 tháng 12 năm 2019 rồi, cũng không có gì hơn, thì cùng mình cũng xin chúc tất cả các bạn làm ăn bước sang năm 2020 thì làm ăn ngày càng phát đạt và nhiều khách, gặp được mọi nhiều sự thuận lợi. Chúc các bạn và gia đình năm mới nhiều sức khỏe. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết, hy vọng là những cái mình cảm nhận được mình có thể là mình chia sẻ giúp được cho tất cả các bạn. Có thể là những bạn mà đang mới vừa mở tiệm photo mà chưa có định hướng được, hoặc là những bạn đang có ý định mở tiệm photo thì có thể có những cái suy nghĩ kỹ hơn để mình có nên phát triển nghề theo cái hướng nào tốt hơn. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết nha, hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Và các bạn nào mới ghé qua kênh Pado Optical thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng video mới lên thì các bạn là người đầu tiên theo dõi những video của mình, những chia sẻ của mình về nghề in ấn. Bye bye các bạn.